Hội nghị đại biểu công đoàn cao su Việt Nam đầu tiên diễn ra vào ngày tháng năm nào? Đáp án: Ngày 18 tháng 9 năm 1949. Hội nghị năm 1949 tổ chức ngày 18 tháng 9 năm 1949 tại An Điền huyện Bến Cát nay thuộc tỉnh Bình Dương. Đại hội gồm 150 đại biểu đại diện các liên đoàn cao su các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Gia Định. Đại hội đã bầu ra ban thư ký Liên đoàn Cao Su Nam Bộ do Đức Lê Chí Dân làm thư ký Đức Lê Chí Dân hy sinh tại Công đảo năm 1959. Liên đoàn Đồn Điền Việt Nam được thành lập với mục đích gì? Đáp án, Liên đoàn Đồn Điền Việt Nam được thành lập với mục đích thống nhất lãnh đạo phong trào công nhân cao su ở miền Nam Việt Nam, chống chủ trương đa nguyên hóa công đoàn của Mỹ, Diệm. Để thống nhất lãnh đạo phong trào công nhân cao su ở miền Nam Việt Nam, chống chủ trương đa nguyên hóa công đoàn của Mỹ Diệm, sứ ủy Nam Bộ chỉ đạo tiến hành thành lập Liên đoàn Đồn Điền Việt Nam. Đại hội được tổ chức hai ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1955 tại Viện Nghiên cứu Cao Su Lai Khê Nay thuộc tỉnh Bình Dương. Đại hội gồm 250 đại biểu đại diện nghiệp đoàn cao su các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Tây Ninh và các nghiệp đoàn công nhân cà phê ở Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Liên đoàn Đồn Điền Việt Nam do Đức Hà Xuân Thọ làm thư ký. Đại hội đại biểu công đoàn cao su miền Nam lần 3 được tổ chức thời gian nào? Đáp án tháng 6 năm 1969 Đại hội đại biểu công đoàn cao su miền Nam lần 3 được tổ chức tại Lò Gò Tây Ninh vào tháng 6 năm 1969 Tham dự đại hội có 60 đại biểu công đoàn cao su các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Tây Ninh, Thủ Dầu 1 đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn cao su miền nam do đồng chí lê sắc nghi làm thư ký